cá gì? Cá chép mùa vịt. Chép mùa vịt là một mới câu ngày hôm nay, 6 tháng 12 năm 2022. Cả hấp xì dầu, đầu hấp xì dầu. Đầu hấp xì dầu. Đây là còn thái này là để thái chanh. Cái này muối tỏi ớt. Cái này ăn kèm với cái này cho nó. Rồi. Đầu ta sẽ cho gói với lá bắp cải. Dạ, yeah. Mình ăn. Cho lá bắp cải và gói lại. Dạ. Dạ. Trời ơi đã. Có vị ngậy của cá này. Dạ. Giòn tan của lá bắp cải nha. Dạ. Đượm. Yeah. Rồi, mấy cái này là nói vậy chứ không được bỏ nha. Nhận đi nha, báo trước á. Nhận đi nha. Hey, what happened? Nhúng mẻ. Mò vịt nhúng mẻ. Chép mò vịt nhúng mẻ. Chép mò vịt nhúng mẻ thưa các bạn ạ. Ồ. Gấp vô và nhúng đảo vài đảo là sẽ chín. Đấy. Sao chú cho nhúng ra mà để không. Này không biết đó là cả đấy. Một câu chuyện dài. Ôi trời ơi sao mà quý ba một Nam mình bác ăn được luôn hả? Gari giòn này, thơm này, phế này, ngậy này, ngon và nói chung là rất ngon. Rồi. Rất phê. Trời.